Với đề mục tiểu đoàn bộ binh vận động tiến công địch, gần 800 người là lực lượng của Trung đoàn Gia Định, dân quân các quận, huyện đã tham gia buổi diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn bộ binh năm 2023 do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tham dự và chỉ đạo diễn tập. Theo kịch bản giả định, tiểu đoàn bộ binh 1 của Trung đoàn Gia Định phối hợp với lực lượng thiết giáp và lực lượng dân quân các quận 7, Tân Bình, Tân Phú và huyện Củ Chi dựa vào thế trận khu vực phòng thủ, nắm chắc thời cơ, bí mật cơ động lực lượng vào khu vực triển khai đội hình tiến công địch đang cơ động. Được sự chi viện của hỏa lực trung đoàn, những xạ thủ B-41, DKZ đã nổ súng chế áp hỏa lực, hỗ trợ các đơn vị bộ binh tiêu diệt địch, xung phong đánh chiếm từng mục tiêu. Với sự hỗ trợ từ lực lượng súng máy phòng không và thiết giáp, tạo điều kiện để bộ binh thọc sâu, chia cắt, tiêu diệt quân địch, làm chủ trận địa. Sau gần 2 giờ diễn tập, các lực lượng hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, vận dụng linh hoạt các phương án chiến đấu, nhanh chóng tiêu diệt hoàn toàn các mục tiêu được giao. Đánh giá cao khả năng cơ động, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nam đề nghị các đơn vị tiếp tục rèn luyện nâng cao năng lực chiến đấu. Đồng chí cũng đề nghị các quận huyện kịp thời biểu dương khen thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc để tiếp động lực cho các đơn vị nỗ lực phấn đấu đạt thành tích tốt hơn trong diễn tập. Dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn bộ binh năm 2023, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.